Ô tô cảnh sát hạ đo ván xe máy kéo trên cao tốc. Tình huống xảy ra trên quốc lộ 1 ở bang British Columbia, Canada vào ngày thứ Bảy vừa qua, 25 tháng 11. Theo đoạn video do người tham gia giao thông trên tuyến đường này quay lại được, hai chiếc ô tô cảnh sát đã truy đuổi chiếc xe máy kéo trên cao tốc đầy kịch tính. Sau đó, một viên cảnh sát đã sử dụng kỹ thuật đánh lái BIT khiến chiếc xe máy kéo to lớn lật ngửa bánh giữa đường. Tại hiện trường, một phần thân bên trái của xe cảnh sát bị hư hỏng. Nam tài xế xe máy kéo bị thương nhẹ. Anh ta đã bị cảnh sát bắt giữ và sau đó được đưa lên xe cứu thương để đến bệnh viện. Hiện vẫn chưa rõ chính xác nam tài xế này đã có vi phạm gì khiến anh cảnh sát phải truy đuổi bắt giữ. Tuy nhiên, việc tài xế bỏ chạy trên cao tốc hay quốc lộ ở Mỹ hay Canada thường rất khó thành công do các kỹ thuật nghiệp vụ mà cảnh sát áp dụng thường rất hiệu quả. Một trong số đó là kỹ thuật đánh lái BIT. BIT được dịch là kỹ thuật vô hiệu hóa chính xác. Về cơ bản, đây là cách cảnh sát điều khiển ô tô chạy sát mục tiêu sao cho phần đầu xe song song với đuôi xe đang bỏ chạy. Sau đó, người cảnh sát bẻ lái cho đầu xe va chạm vào đuôi xe đối phương đủ mạnh, khiến bánh sau của xe bị kênh, mất độ bám dính. Từ đó, cả xe bị mất cân bằng, xoay vòng hoặc lật trên đường. Trộm cột cửa 6 phòng trọ, nhốt hơn 10 người lúc rạng sáng ở Tân Phú. Ngày 28 tháng 11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip nam thanh niên đột nhập khu nhà trọ, dùng dây cột cửa, nhốt người ở bên trong rồi lấy trộm tài sản. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại nhà trọ trong hẻm 84, đường Tân Sơn Nhì, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Những người trong khu nhà trọ cho biết, vào sáng 26 tháng 11, khi mở cửa phòng thì phát hiện bị kẹt, không thể mở được. Một số người hô hoán, những người trong nhà trọ mở cửa giúp từ bên ngoài ra mới ra được. Qua kiểm tra, người dân phát hiện có 6 phòng bị ai đó dùng dây cột chặt từ bên ngoài. Trong đó, phòng này có khoảng 10 người sinh sống, nghỉ ngơi hàng ngày. Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, vào hơn 3 giờ sáng cùng ngày, một nam thanh niên đã đột nhập vào nhà trọ, dùng dây buộc hết cửa ra vào, rồi lấy một chiếc xe đạp và một xe máy. Tuy nhiên, sau khi dùng kìm cộng lực cắt được dây xích khóa sau xe máy, người này dắt thì thấy vẫn còn một khóa khác ở đĩa bánh trước nên không lấy đi được. Cùng thời điểm này, camera an ninh cũng ghi nhận có một phụ nữ bồng một đứa bé cũng lén đi vào khu nhà trọ. Người dân cho biết người này lạ mặt, nghi là đồng bọn của nam thanh niên. Người dân cho biết chiếc xe đạp là của một em nhỏ sống cùng cha ở trong khu trọ. Việc mất xe khiến em không có xe để đi học. Ghi nhận kẻ gian dùng các đoạn dây vải có độ dài hơn 20cm dường như đã được chuẩn bị từ trước để cột các cánh cửa lại. Hiện vụ việc đang được điều tra truy xét. Cảnh sát trắng đêm cứu người rơi kẹt giữa hai bức tường ở thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 21 giờ 30 ngày 28 tháng 11, nam thanh niên khoảng 30 tuổi có biểu hiện không tỉnh táo, đi trên mái tôn căn nhà 4 tầng trong hẻm trên đường Xóm Chiếu, phường 13, quận 4. Một lúc sau, người này không may bị trượt mái tôn rơi xuống khe hở giữa căn nhà số 20 Xóm Chiếu và căn nhà liền kề phía sau. Sau khi rơi xuống, nam thanh niên này kêu cứu. Phát hiện sự việc, người dân địa phương tìm cách cứu nhưng không thành và trình báo lực lượng chức năng. Các chiến sĩ đội 3 phòng cứu nạn cứu hộ thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh PC07 đã đến hiện trường, phối hợp Công an quận 4 tìm cách giải cứu. Sau nhiều giờ thả dây xuống khe hở kéo nạn nhân lên không thành, cảnh sát buộc phải đập bức tường căn nhà số 20 Xóm Chiếu để tiếp cận. Nhiều chiến sĩ và thiết bị được huy động để xử lý hiện trường, tiếp nước cho nạn nhân. Đến khoảng 1 giờ 40 phút, tường đã được phá để lộ khoảng trống khá rộng cho nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, nam thanh niên vẫn bị mắc kẹt, cố thủ tại chỗ. Sau 20 phút động viên, trấn an và khuyên nhủ, nạn nhân chui ra. Cảnh sát buộc phải dùng sức kéo nạn nhân ra ngoài, mặc cho người này chống cự quyết liệt. Nam thanh niên được giải cứu thành công, sau đó ít phút, trên cơ thể có nhiều vết thương do va đập với khe tường. Cảnh sát đã sơ cứu vết thương và cho nạn nhân ngậm khăn để tránh cắn lưỡi trong tình trạng bất ổn về tâm lý. Sau đó, thanh niên được Công an quận 4 tiếp nhận để tiếp tục tìm hiểu điều tra. Người đàn ông Nhật rơm rớm xúc động khi chàng trai Việt đến nhà trả ví tiền. Vào một buổi chiều giữa tháng 11, khi đang đi bảo dưỡng xe máy ở thành phố Tajama, nơi cách Tokyo, Nhật Bản gần 400 km, Mai Hữu Nghĩa thấy một chiếc ví màu đen khá dày nằm dưới mặt đất. Anh nhặt lên và kiểm tra bên trong có thấy rất nhiều giấy tờ cá nhân quan trọng, từ thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm, bằng lái xe cùng một số tiền mặt. Hiểu tâm lý của người bị mất đồ chắc hẳn đang rất lo lắng, chàng trai quê ở Thốt Nốt, Cần Thơ quyết tâm tìm bằng được địa chỉ để gửi lại. Anh chợt nhớ trên bảng lái xe thường ghi địa chỉ cá nhân, tra cứu trên bản đồ, Nghĩa thấy nhà của chủ nhân chiếc ví
cách nơi mình đang đứng chỉ gần 5 km nên chạy xe tới. Khi đến nơi, nghe Nghĩa mô tả muốn tìm địa chỉ ngôi nhà để trả lại món đồ. Người đàn ông nhìn thấy chiếc ví quen thuộc, vội vàng cúi dập người xuống để cảm ơn. Thậm chí ông còn rơm rớm xúc động khi biết anh tự chạy xe đến tận nơi để trả lại món đồ đã bị mất. Cảm ơn con nhiều lắm, con là người Hàn Quốc phải không? Người đàn ông hỏi vì thấy chàng trai Việt có ngoại hình trắng trẻo thư sinh. Dạ không, con là người Việt Nam chú ạ. Nghĩa vui vẻ trả lời. Để bày tỏ lòng cảm ơn, người đàn ông rút tiền trong một chiếc ví khác, lấy ra 2.000 yên, hơn 300.000 đồng để tặng Nghĩa. Ông còn hỏi tên và địa chỉ nhà, nhưng anh từ chối vì sợ rằng người đàn ông sẽ đến tận nơi để cảm ơn một lần nữa. Bắt đối tượng đâm chết bàn nhậu rồi trốn vào Đà Nẵng. Tối ngày 28 tháng 11, nguồn tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Đăng Vinh, sinh năm 1994, trú Thừa Thiên Huế. 19 giờ tối cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành di lý đối tượng Vinh từ Đà Nẵng ra Thừa Thiên Huế để phục vụ điều tra làm rõ hành vi giết người. Trước đó khoảng 18 giờ 30 ngày 27 tháng 11, Đặng Văn Hùng, sinh năm 1996 và Nguyễn Ngọc Dương, sinh năm 1995, cùng chú xã Vinh Hiền đến nhà dùng Nguyễn Đăng Vinh đi nhậu. Sau đó, ba người lên xe mô tô do Hùng điều khiển để đến quán nhậu. Trên đường đi, nhóm này gặp Văn Viết Nhân, sinh năm 1995, chú thôn Hiền Hòa 2, xã Vinh Hiền và rủ Nhân đi nhậu cùng. Vào nhậu được khoảng 2 giờ, đến lúc tính tiền, Vinh nhận thanh toán. Một lúc sau chưa thấy Vinh thanh toán, Nhân nói, mi trả được không? Không thì để tao mượn tiền trả. Rồi Nhân có đi hỏi mượn tiền nhưng không được. Sau một hồi lời qua tiếng lại, Vinh vẫn dành trả tiền nên Nhân ra ngoài. Khi bốn người đang đứng trước quán chuẩn bị đón xe vào Đà Nẵng chơi, Nhân hỏi đã thanh toán tiền nhậu chưa thì Vinh trả lời, chờ lúc nữa. Nghe vậy, Nhân dùng tay phải đánh vào mặt Vinh. Mặc dù được Sương can ngăn nhưng do bực tức vì bị đánh, Vinh đi vào phía bếp của quán lấy kéo, chạy ra đâm vào vùng ngực Nhân. Nạn nhân chạy được một đoạn thì ngã xuống đường, nhưng Vinh vẫn rượt theo, tiếp tục đâm vào và dùng chân đá vào người Nhân, khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án đâm chết bạn nhậu, Vinh bắt xe vào thành phố Đà Nẵng, thuê phòng nghỉ trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn cho đến khi bị bắt. Ngư phủ bị hành hạ bằng kìm trên biển kháng cáo thành công, được tăng mức bồi thường. Ngày 28 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án nhóm ngư dân hành hạ bạn tàu trên biển. Đây là vụ việc gây chấn động dư luận bởi các hành vi hành hạ được cho là dã man như thời Trung Cổ. Trước đó, Tòa án Nhân dân huyện Trần Văn Thời tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Công Toàn, sinh năm 1986, Đoàn Văn Tạc, sinh năm 1982, Nguyễn Văn Tị, sinh năm 1989, Nguyễn Văn Của, sinh năm 1991 và Sử Trí Tâm, sinh năm 1996, cùng ngụ tỉnh Cà Mau với tổng hình phạt hơn 26 năm tù, đồng thời bồi thường cho bị hại là Trương Văn Trung hơn 90 triệu đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, hội đồng xét xử cho rằng bị hại chỉ kháng cáo yêu cầu tăng mức bồi thường dân sự của vụ án. Các bị cáo không kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị về tội danh hình phạt, do đó bản án sơ thẩm đã có hiệu lực về phần trách nhiệm hình sự nên cấp phúc thẩm không xem xét mức hình phạt hình sự của các bị cáo. Sau khi nghị án, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm nhận thấy tòa án cấp sơ thẩm áp dụng luật chưa đúng một phần về bồi thường thiệt hại, ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của bị hại. Do vậy, cấp phúc thẩm tuyên xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị hại, sửa một phần bản án sơ thẩm về phần án phí và trách nhiệm dân sự. Cụ thể, hội đồng xét xử cấp phúc thẩm tuyên buộc các bị cáo Toàn, Tạc, Tị, Của và Tâm bồi thường cho bị hại chung là hơn 158 triệu đồng, mức án phí sơ thẩm là gần 30 triệu đồng, bị hại chung được miễn hoàn toàn. Bộ Công an mở cao điểm đấu tranh với tội phạm tín dụng đen dịp cuối năm. Ngày 28 tháng 11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội nghị giao ban tháng 11 và triển khai chương trình công tác trọng tâm tháng 12 năm 2023. Tại hội nghị, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh văn phòng Bộ Công an đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác công an tháng 11 năm 2023. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ghi nhận những thành tích đã đạt được của công an các đơn vị địa phương trong thời gian qua. Phân tích đánh giá tình hình tháng cuối năm 2023, Đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh, việc công an các đơn vị địa phương cần bám sát thực hiện quyết liệt hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị công an các địa phương tập trung thực hiện các biện pháp kéo giảm tội phạm, tiếp tục thực hiện cao điểm đấu tranh với tội phạm tín dụng đen,
chuẩn bị tốt cho đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đồng thời thực hiện tốt cao điểm vận động thu hồi, phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, triển khai sớm các giải pháp ngăn chặn, không để tình trạng sử dụng pháo nổ trái phép phức tạp dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn năm 2024. Cà Mau tạm đình chỉ vụ án hiếp dâm vì bị cáo mắc bệnh hiểm nghèo. Ngày 28 tháng 11, người nhà của bị hại trong vụ án cho hay vừa nhận được quyết định tạm đình chỉ vụ án hiếp dâm và dâm ô do bị cáo duy nhất trong vụ án là Nguyễn Văn Dũng bị bệnh hiểm nghèo. Đây là lần thứ ba Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau triệu tập bị cáo Dũng để xét xử sơ thẩm, nhưng người đại diện hợp pháp của bị cáo luôn trình ra các hồ sơ chứng từ chứng minh bị cáo bệnh ngày càng nặng hơn. Tòa cho rằng với các chứng bệnh của bị cáo Dũng đủ điều kiện để tạm đình chỉ vụ án. Như đã thông tin ngày 10 tháng 7, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau thụ lý vụ án hình sự do Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố. Bị cáo duy nhất trong vụ án là Nguyễn Văn Dũng, 59 tuổi ở cái nước Cà Mau, bị truy tố về hai tội hiếp dâm và dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Ngày 15 tháng 8, tòa mở phiên xét xử sơ thẩm nhưng phải hoãn vì bị cáo bị bệnh đang nhập viện điều trị ở Bệnh viện huyện Cái Nước, xin được hoãn phiên tòa. Đến ngày 7 tháng 9, tòa lại đưa vụ án ra xét xử thì bị cáo báo bị bệnh, xin tiếp tục hoãn. Căn bệnh lần này được ông nêu rõ trong đơn xin hoãn là đã nhập viện điều trị bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối. Miễn trách nhiệm hình sự vợ và chú cựu quân nhân tông chết nữ sinh. Nguồn tin xác nhận, ngày 5 tháng 12, Tòa án Quân sự khu vực 2, quân khu 5 sẽ mở phiên tòa xử Hoàng Văn Minh, 37 tuổi, cựu thiếu tá Trung đoàn Không quân 937, bị truy tố tội vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ. Ông Hồ Hoàng Hùng, ngụ thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cho hay, ông đã nhận được giấy triệu tập của Tòa án Quân sự khu vực 2 tham dự phiên tòa trên với tư cách đại diện người bị hại. Trước đó, ngày 17 tháng 8, Tòa án Quân sự khu vực 2 mở phiên tòa xử vụ án trên. Tại phiên tòa này, ngoài bị cáo Hoàng Văn Minh, Viện Kiểm soát Quân sự khu vực 2 Quân chủng Phòng không Không quân còn truy tố Huỳnh Thị Kim Hằng, vợ Minh, Phạm Văn Võ, chồng dì ruột của Minh cùng tội khai báo gian dối. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung tính chất tội phạm do hành vi của Phạm Văn Võ và Huỳnh Thị Kim Hằng gây ra, đồng thời điều tra làm rõ nhân thân của bị cáo Võ. Theo cáo trạng bổ sung của Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 2, trong quá trình điều tra bổ sung, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã ra quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với ông Phạm Văn Võ và bà Huỳnh Thị Kim Hằng, đồng thời ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án đối với tội khai báo gian dối, quyết định đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn đối với ông Võ bà Hằng. Theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Võ bà Hằng đã cấu thành tội khai báo gian dối. Tuy nhiên, tội mà hai người này phạm phải là tội ít nghiêm trọng. Các bị can phạm tội lần đầu đều có nhân thân tốt. Trong quá trình giải quyết vụ án, nhận thức được sai phạm, bà Hằng và ông Võ luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Cơ quan điều tra cho rằng, việc khai báo gian dối của các bị can chỉ diễn ra trong khoảng thời gian rất ngắn, ngay sau đó đã tự nguyện, chủ động khai báo lại đúng sự thật. Sắp có gian hàng Việt tiêu biểu trên Alibaba.com. Ngày 28 tháng 11, Bộ Công Thương công bố chương trình tuyển chọn doanh nghiệp tiêu biểu tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam trên Alibaba.com. Hội nghị do Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với sàn thương mại điện tử Alibaba.com tổ chức. Mục tiêu của chương trình là quảng bá sự đa dạng của các sản phẩm Made in Việt Nam, nâng cao uy tín của các doanh nghiệp và thương hiệu Việt, đồng thời hướng đến việc thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế và tạo điều kiện cho khách hàng toàn cầu hiểu rõ hơn về các sản phẩm và doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam. Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc Tiến Thương mại cho biết, việc hợp tác với Alibaba.com sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam mở ra những phương thức xúc tiến thương mại trên môi trường số, đồng thời duy trì sự thành công bền vững. Trong bối cảnh biến động khôn lường của thương mại toàn cầu, doanh nghiệp được tuyển chọn tham gia gian hàng quốc gia Việt Nam sẽ được học hỏi kinh nghiệm thực chiến từ những nhà xuất khẩu thành công, được hỗ trợ trong việc hiểu rõ
và tuân thủ các quy định về vận chuyển, logistics và pháp lý liên quan đến thương mại quốc tế. Bình Định cưỡng chế để giải phóng mặt bằng thi công cao tốc Bắc Nam. Ngày 28 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cho biết tỉnh này đã bàn giao 98,4% mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông. Cụ thể, các địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định đã bàn giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam 116,38/117,99 km, đạt 98,4%. Ngoài ra, tỉnh này đã đầu tư xây dựng 40 khu tái định cư, diện tích 71 ha trên 1.723 lô đất, tổng mức đầu tư 744,3 tỷ đồng. Trong đó đã hoàn thành thi công 23 khu tái định cư. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đặt mục tiêu bàn giao 100% mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 trước ngày 30 tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, hiện trên hành lang tuyến cao tốc vẫn còn một tổ chức và 175 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Để giải quyết tình trạng này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định đề nghị chủ đầu tư các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam qua địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp với địa phương kiểm tra, rà soát từng trường hợp cụ thể, giải quyết đảm bảo quyền lợi. Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư tỉnh ủy Bình Định cho biết, việc giải phóng mặt bằng phải giao trách nhiệm cho Bí thư, Chủ tịch các địa phương, người đứng đầu địa phương. Đến cuối năm 2023, các địa phương không hoàn thành giải phóng mặt bằng gắn với việc kiểm điểm trách nhiệm. Trường hợp nào chây ì, không chấp hành thì cưỡng chế để giải phóng mặt bằng thi công đường cao tốc Bắc Nam. Ông Dũng khẳng định. Bản tin xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tin tức thú vị mỗi ngày.